Hàng này gọi là mộc lan lùn siêu lụ. Đây này. Đây này. Không biết anh em chúng nó bán thế nào rồi. Từ hôm mách nước cho anh em chúng nó không biết là ế hay thế nào rồi. Mộc lan lùn siêu lụ. Ở đây thì các cái hàng bé bé như này, kiểu hàng rẻ tiền ấy, tôi lại không, kể cả con cái thủy nó cũng không bán. Tức là không bán nẻ đâu, toàn bán số lượng thôi. Cái loại này cảm giác bông nó to hơn nhỉ. Nó to hẳn bằng như thế này. Cái loại này là loại thoát thân. Để riêng ở góc này. Đây bông của nó đây. Bông của nó thì nó khá là to. Cái dòng này thì chắc là cái thủy nó bán cho từ 10 cây một. Đây là không muốn vặt, tại vì nó bình thường là nó ấy ấy. Thường là nó cao lên đi. Đấy, cái dòng này là mộc lan siêu lụ này. Mẹ quen biết mình là toàn những cái hàng độc lạ mấy các thứ. Hôm trước còn bảo là không biết là về nó có lở không ấy này. Xong rồi xem là các bạn có ấy không này. Về đóng bầu đóng biết là nên như ngổ luôn. Sợ thật. Này, hòa hiếp. Úi trời. Anh em chúng nó chạy quảng cáo thì nó sẽ ấy hơn. Nó sẽ bán thuận hơn mình. Chính ra nhá, bây giờ tôi lại bán kiểu bán nẻ, nhưng mà kiểu bán cái loại to tiền đi. Những cái hàng này mình không biết là bán cho khách như thế nào. Rẻ quá thì phải bán số lượng. Như bán nẻ thì mệt. Rất nhiều, gia đình rất nhiều. Đến cái giai đoạn này là còn bán nẻ hơn, à bán rẻ hơn cái thời, cái lúc mà nhập về. Đấy, nụ đây này. Tại vì vẫn còn nhiều ấy. Đấy là các bạn mua là sẽ ấy. Ưu tiên những ông nào kêu kiểu cửa hàng cửa hiếp ấy, bán số lượng. Mà mẹ cái hàng này vận chuyển mệt lắm. Gãy lụ gãy niếc của người ta đi là nó cũng mệt. Còn các ông có thể là lấy cái loại này về trồng phát triển kinh tế cũng được. Ấy thì được mỗi cái động viên so với cái hàng tàu ấy, là mình có thể mình thích bán ông nào thì bán. Từ bây giờ trở đi đến cuối năm là mộc lan nó ra hoa. Quá thơm. Cái này phải bảo cái thủy. Như hầu như các sản phẩm bây giờ tôi không nhớ giá. Với cả cái thứ hai là báo giá nhưng mà nó không nhận này. Nó bảo không bán này. Rẻ quá nó không bán này. Nó không được giá, nó không bó công này. Phải bảo cái thủy. Các cái hàng này, các hàng con thì nói chung rẻ quá. Nếu mà các ông mua cái hàng to kia thì nó bảo là 2 triệu rưỡi giá lẻ ấy. Còn các hàng này thì rẻ quá thì nó không, cái ông nó không nhận này. Nó mua nhiều thì may ra, ví dụ từ 10 cây thì nó sẽ bán như kiểu mộc hương ấy, trăm mấy nó cũng bán này, từ 10 cây ấy. Nó mua ít quá đây, bông của nó này. Nó phải to hơn ngón chân cái, tức là cái lụ này, lụ nó lở ra. Cái hôm mà về, tôi quay cho các ông ấy, tôi bảo là không biết cái loại này đóng bầu vào thì nó có ra hoa không ấy, nó có lở không ấy. Nhưng mà đây nó vẫn nở ép đây này. Nó vẫn ra đấy. Như thế này là nó phải rơi vào tầm nửa tháng về Việt Nam rồi. Đóng bầu vào và nó vẫn ra hoa. Ra hoa. Còn các hàng còn nhỏ lước à? À nhỏ lước à. Tầm này bây giờ là rẻ, có lẽ là rẻ nhất rồi. Tại vì thứ nhất là bà con anh em tôi nhập về cũng sợ hàng tồn ấy. Mấy hôm nữa nó lở hết đi. Không bán thì này nó mất mặt bằng. Cho nên là tầm này là có lẽ là các bạn mua là rẻ nhất rồi. Còn bình thường anh em chúng nó chạy quảng cáo thì giờ này chắc là cũng bán được bao nhiêu. Chạy quảng cáo không ship code đi. Đây nụ bắt đầu lở đây. Đấy. Nhưng mà tôi phải nói thật ra là có lẽ là đến Tết là không chờ được đâu. Đấy, có lẽ một tháng sau là nó lở tung hết rồi. Mà với cái người có tiền ấy, là tầm này là người ta chơi mua chơi là người chơi quanh năm. Đôi khi là để cây ở lại xong rồi năm sau các bạn muốn nó ra như này khéo không, các bạn phải tuốt lá. Tuốt hết lá đi. Cao cây thì nó cao đến vai thôi, tầm 1.3 m. Gốc của nó thì tầm như này, tầm ngón chân cái. Giờ hôm nay chân nó hơi bẩn cho nên không dơ lên. Nó bết vào vượt dơ luôn. To hơn ngón chân cái luôn. Đây. Đấy, có tí thoát thân. Cái hàng này hàng thoát thân. Đấy, cao thì nó phải cao 1.3 m. Còn cái hàng này là hàng đắt nhất trong 3 dòng con. Đây. Còn hàng con nữa này. Còn cái hàng kia hàng to kìa. Hàng kia cái thủy nó bán 2 triệu rưỡi. Mua lẻ các bạn không mua nữa thì thôi. Cái chơi với mình mà xem mình toàn những hàng độc lạ thôi. Nếu mà các bạn mua bên ngoài hoặc mua quảng cáo thì đắt lắm. Đắt khéo gấp mấy lần mình, giá của mình ấy. Không biết anh em chúng nó hôm ấy lấy
mỗi anh em 50 bịch bây giờ giờ này bán thế nào rồi? Tại vì bán các cái loại rẻ rẻ ấy. Giống như là kể cả là mộc hương các thứ gì tôi cũng phải bán số lượng cơ. Bán mình phải bán số lượng cơ. Không bán lẻ đâu. Còn các cái hàng to to ai thì bán lẻ thì nó bó. Đây, mộc nan con này. Rồi. Cái hôm đầu tiên về đóng này, các bà ngồi đây đóng bảo không biết nó có về nó có lở không. Sợ nó thui mẹ hết này. Để bật cái đèn lên đã. Rồi. Đây nó lở đây. Mẹ ghê nhỉ, mộc lam. Đóng từ hôm ấy. Đó. Đóng từ hôm ấy rất nhiều. Đây. Đấy các hàng này thì cái hôm đầu tiên là dễ trần là 50 mấy nghìn ấy, 55 nghìn ấy. 55 nghìn nhưng mà nói chung là hôm ấy là bán số lượng. Còn bây giờ đóng bầu vào thì kéo cũng bán như thế luôn. Phải hỏi cái thủy xem nó nhận giá bao nhiêu nha. Bán lẻ mệt lắm. Đã 55 nghìn ấy thì nó phải bán một đơn hàng thì nó phải bán 20 cây. Hoặc là thế nào. Nhưng mà 55 nghìn là nó phải nhận đầu trăm ấy. Không biết đâu. Nhưng đại ý là rẻ hơn các bạn. Sẽ thấy là rẻ hơn rất nhiều. Cứ hỏi nó giá thôi nhá, không lại bảo là đấy thằng Tuân nó bảo thế nọ thế kia, mệt lắm. Đợt anh em nó mua cái hàng bịch mà nhập từ bên Trung Quốc về. Là anh em chúng nó đã mua 80 mấy, 90 mấy nghìn, phải mua nhiều. Bây giờ không đủ công thì nó không làm thế thôi. Các bạn hiểu đơn giản như thế. Tìm một cây trắng ở trong cái đống này ít. Đóng vào bây giờ lở hoa bung bét. Xem cái thủy nó bán bao nhiêu thì mua, hợp lý thì mua. Chứ tôi báo thì nhiều khi tôi báo là một chuyện, xong rồi từ lúc mà khi báo như này xong đến lúc các bạn mua được hàng nó còn bao nhiêu. Xong rồi xe cộ, xong rồi cước lọ cước kia mệt lắm. Còn cả bọn trà này nữa này. Mình thì nói chung là mình không biết là ấy, còn cái loại này thì cái thủy nó bảo là trà bạch nhụy đấy. Ngoài kia có cái cây như này bao nụ này này. Nhìn này. À, nụ trà này. Kinh điển. À. Quá nhiều này. Trà nhập tàu. Trà nhập tàu. À. Nụ quá kinh. Nay thấy mộc hương thế là trả lời cho các bạn là cái đợt lấy về, tôi chỉ sợ là đây này, cây này tỷ 2 đây này, cũng là xanh si đây này. Mẹ. Đấy, xanh si đấy. Mẹ tỷ 2 đấy. Chả biết bây giờ là ông anh có bớt tiền đi không, nhưng mà đợt ý mới quen mình thì ông anh bảo tỷ 2. Anh để cho chú tỷ 2. Mà còn chưa bảo là, ví dụ như thằng Tuân nó bảo là cứ bán đi 500 triệu là cậu có quà. Nhưng cây này ông anh bảo tỷ 2 nhưng mà chưa nói phần của tôi là bao nhiêu tiền. Và bây giờ mình bảo 1 tỷ 2 220 triệu. Nãy được 20 triệu thì nó bêu. Đấy cũng là xanh si đấy. Tỷ 2 đấy. Có mỗi cái là bảo tỷ 2 nhưng mà về cái phần của mình được bao nhiêu thì là chưa nói. Thằng Tuân nó bán cho mình ấy thì bao giờ nó bảo là ông bán đi 500 triệu, kiểu gì ông cũng có quà. Nhưng quà bao nhiêu thì nó không nói. Thôi xong nhá. Xong vấn đề là mộc lan hàng dễ trần. Đấy năm cái lần trước ấy. Lần trước tôi bảo là không biết là về đóng bầu như này nó có ra lụ không mấy cái thứ ấy. Những cái thủy nó bảo là anh em đã làm mấy năm rồi thì nó đều ra lụ. Thì hôm nay quán triệt cho mọi người là về đây này nó vẫn ra hoa đây này. Nó vẫn ra hoa đấy. Lụ tùm lum. Mà hàng này ngày xưa là cái hàng mà anh em lấy mà ấy là cái hàng ấy chứ nó không phải là hàng xuất thân này. Đây hoa này. Quá thơm. Các hàng này có thơm. Hoa thì nó đại ý nó như hoa gạo ấy. Nhưng mà đây là kiểu nó lở ép. Cho nên cái form của nó không đẹp nhất có thể được. Còn cái màu của bọn này nó có mấy màu cơ, mấy loại màu cơ. Mà mình không thấy là anh em ở Xuân Quan hay là Phụng Công lấy về để bán kèm ấy. Có mỗi hai thằng sở nó lấy được. Chả biết bây giờ nó có bán được không. Đây hoa. Hai thằng cu em nó không biết nó nghe lời mình nó về nó có bán được không. Rồi. Còn nếu mà theo phong cách của tôi nhá, tôi muốn có thị trường ấy, mẹ ban đầu mình phải bán rẻ. Cứ về cứ, đây này cái màu rất đẹp. Đẹp không? Mình về mình bán rẻ thì mình mới có được thị trường.
Xong rồi hết thì mình lại lấy, hết thì lại nhập Trung Quốc về. Thế là lại tha hồ đầy bông của nó. Đây một cây này. Đây là nó tàn đấy. Hôm trước các đơn vị làm YouTube cứ bê một cây ra quay túi bụi này. Đây hoa của nó này. Mà bây giờ đo thử cái này. Đây, gần một ngang tay. Hoa này rất đẹp. Đấy có tần ý cánh. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10 10, 13 cánh và 13, 14 cánh. Cao thì nó hơn ngón. Đấy còn các cái lụ nó chưa nở đây này. Về lấy cái hàng dễ trần về nó vẫn nở bình thường. Mặc dù là nó cái kiểu nó nở nó nhanh ấy. Nở nhanh này mấy cái thứ hai nữa là form của nó không được to. Chứ còn nếu mà cái hàng ví dụ như là trồng ở Việt Nam lâu lâu rồi thì có lẽ nó nở lâu hơn. Nhưng mà bị cái loại này nó cũng không phải là nó lâu tàn đâu. Nó chỉ chắc được 3-4 ngày là nó tàn, cũng nhanh tàn. Cái giống này này. Hoa thì nói chung là nó cũng đẹp. Đây vỏ ra nó vẫn thơm. Thơm nhưng mà thơm kiểu gì ấy. Ở Việt Nam mình cảm giác là chưa có cái gì để so sánh với cái dòng. Để các ông biết nó mùi nó thơm thế nào ấy. Chứ còn cái loại này nó thơm nhưng mà nó cũng không thơm lắm. Còn cái anh đào Nhật Bản đây. Ngày trước bảo là cái loại này là quốc hoa Nhật Bản nhưng mà không phải đâu. Cái này không phải quốc hoa Nhật Bản đâu. Anh đào Nhật Bản. Đấy hoa này. Cây cũng rất to. Giá cũng rất rẻ. Tôi mới bảo là các cái hàng nhập này mà rẻ hơn cả ấy. Rẻ hơn cả cây bản địa. Gốc cũng 20. Cao cây như này là tầm 2,5 mét trở lên. Thoát thân thì đến 1,5 mét. Đến mắt mình. Ôi đi về chơi với con đây. Đây anh đào Nhật Bản này. Mộc lan này. Chất đống. Mẹ nó bán 2,5 triệu một cây cái lá lẻ. Cây thì to vật vã.